Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình làm cái clip này để thông báo với anh em một số việc. Việc đầu tiên là mình đã hoàn thành xong cái số phôi. Cái này mới chỉ là phôi thôi các bạn, chưa phải là lá hoàn thiện nha các bạn. Các bạn thấy là nó rất là dơ và vẫn còn rất là sắc, cạnh nó rất là sắc, chưa hoàn thiện. Thì việc đầu tiên mình muốn thông báo là mình xin lỗi tất cả những anh em đã đặt hàng, là trong tuần này thì mình chưa thể gửi hàng cho anh em được. Có một lý do đó là ngày mai thứ bảy và ngày mốt chủ nhật thì có mấy anh em ở trên Bình Dương xuống, mấy anh em ở trên Bình Dương và có một anh ở trên Sài Gòn, một anh ở trên Củ Chi xuống nhà mình chơi thăm mình, cho nên là mình phải dành cái thời gian đó để tiếp anh em và nói chuyện. Các anh em đam mê lá cao su, đam mê shooting shot tới ghé thăm, mà những người ta ở các nơi xa tới chỗ mình ở Long An các bạn, tới chỗ mình thì không thể nào mà mình bỏ họ, mình không tiếp họ mà mình làm như vậy được. Cái việc đó như thế không đúng, đúng không các bạn? Nên mình mong các bạn và mọi người cực kỳ thông cảm vấn đề này. Việc thứ hai mà mình cáo lỗi đó là mình không thể, nếu mà mình làm vội, mình làm ẩu, mình giao cây lá như này cho các bạn ấy thì không được, bởi vì là phải hoàn thành cho nó đẹp, nó tốt nhất để gửi đến cho các bạn. Chứ bây giờ mà làm ẩu, làm xấu gửi đến cho các bạn, thứ nhất là các bạn không vừa ý, mà bản thân mình cũng không thể nào ưng ý cái việc mà làm như vậy được đến gửi đến cho các bạn. Thì để bù lại thì tuần sau mình sẽ bắt đầu gửi hàng cho các bạn và mình sẽ gửi nhanh cho các bạn. Đấy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là mình cần có thời gian, mình cần có thời gian để làm cho nó đẹp hơn. Chứ mà làm ẩu quá thì làm được thôi, làm đơn giản lắm, làm ẩu thì làm được, làm đơn giản lắm. Nhưng mà làm như vậy thì anh em vừa nhận được cây lá xấu, thứ hai là cửa Nguyễn mất uy tín, đúng không các bạn? Cho nên là mình không làm như thế. Mình phải làm những cái gì tốt đẹp nhất. Có thể là anh em sẽ giận, có một số anh em sẽ bỏ đơn hàng, các anh em không lấy. Nhưng cái điều đó thì thực sự mình cũng có buồn, nhưng mà không có sao cả. Vì mình làm cho nó vui, mình chơi thôi, chứ mình không có câu lệ cái việc kinh doanh. Cho nên là mình rất mong muốn là mọi người ủng hộ và mọi người thông cảm cho cái vấn đề này. Cái thứ hai là vấn đề mình nữa, mình thông báo đó là để bù lại cái vấn đề anh em phải chờ cái thời gian mà chờ lá này, thì mình sẽ tổ chức cho các bạn một event tặng một cây lá miễn phí, là cây lá One Hit 2018 này, là mình được một người anh tặng lại vào hôm sinh nhật của mình cây One Hit 2018. Các bạn thấy là mình làm cái clip về cây One Hit 2018 thì rất là nhiều sắc khí rồi đó, và cây này còn đang rất là mới nhé các bạn, rất mới, và có một cái dây đeo rất là ngầu ở đây. Mình sẽ tặng miễn phí cây này cho các bạn vào trong thể lễ event. Thì event như thế nào thì mình mời các bạn xem clip phía sau đây và mình hướng dẫn các bạn chơi event, các bạn sẽ theo đó. Và mình cũng mong muốn anh em tiếp tục ủng hộ của mình, cái kênh của mình, cũng như là luôn luôn, mình cũng mong muốn là luôn luôn được chia sẻ với anh em nhiều hơn, giao lưu với anh em nhiều hơn. Cho nên là mình cũng xin phép các bạn thứ bảy chủ nhật tuần này, tức là ngày mai ngày mốt đó, thì các anh em đã tới chơi, cho nên mình sẽ ngưng, mình không làm việc, mình cũng không có thể làm lá được, cho nên là mình sẽ ngưng, mình sẽ tạm dừng cái thời gian làm lá này chút, và sang tuần sau mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Mình mong muốn các bạn yêu thương và thông cảm vấn đề đó. Một vấn đề tiếp nữa là về sau á, thì mình sẽ giãn cách cái thời gian nhận làm lá này cho các bạn, bởi vì nói thật với các bạn là làm thế này nó rất là cực, vì mình còn ở làm công việc ở công ty nữa, mà tối về á, nhiều khi đến 12 giờ 1 giờ vẫn phải ngồi mài lá cho các bạn, thế này là nó rất là mệt. Cho nên mong các bạn thông cảm vấn đề đó, và mình cũng mong muốn là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ này. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi cái event để được tặng cây lá này nha các bạn, tặng miễn phí. Bạn nào trúng cái event thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn miễn phí, ok chưa? One Hit 2018 với sát khí của Cường Nguyễn. Thì ok, đây là thể lệ event này. Thì các bạn thấy là mình có ghi một cái bài viết ở trên cái kênh, ở trên cái trang cá nhân của mình, trên Facebook cá nhân của mình, là event tặng lá One Hit 2018 này. Thể lệ event như sau này: đoán 3 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc, kiến thiết miền Bắc ngày 27 tháng 5 năm 2018, tức là ngày chủ nhật đó. Một tài khoản Facebook chỉ được comment một lần và không được chỉnh sửa. Nếu mà chỉnh sửa là sẽ loại luôn, kết quả nó sẽ loại luôn. Thứ hai, người chiến thắng là người đoán chính xác và nhanh nhất 3 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc. Thứ ba, trường hợp có nhiều người, nhiều hơn một người, tức là có từ 1, 2, 3, 4 ra và rất rất nhiều người khác comment đúng á, thì người
đoán chính xác và nhanh nhất thì sẽ được cái lá, còn lại những người phía sau đoán và chậm hơn thì mình sẽ được tặng, mình tặng 5 bộ thung. Và thứ nữa là mình sẽ công khai cái người mà chiến thắng vào 17 giờ, tức là sau giờ xổ số kiến thiết là 17 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2018. Cái trường hợp mà nhiều người mà trường hợp mà không ai đoán trúng á, không ai đoán đúng cái chính xác cái số đó thì cái người mà đoán gần giống, tức là gần giống mà nhỏ hơn 3 số cuối giải đặc biệt thì sẽ được giải. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và cái giải thưởng là cái cây ná One Hit 2018 này, các bạn thấy đây này, ở đây đó. Thì mình sẽ nát nữa, mình sẽ sau khi mà mình đăng cái video này lên thì mình mới công khai cái bài đăng này lên. Thì lúc đó là các bạn có thể bắt đầu comment, và ai comment nhanh nhất và chính xác nhất thì sẽ được giải. Nó đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì mình đang khóa lại, mình chưa có công khai. Thì chúc các bạn may mắn và thành công. Và một điều cuối cùng nữa là mình mong các bạn nếu mà xem video này, xem video các video của mình thì bấm đăng ký ủng hộ, và đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần của mình. Thực tế là video của mình làm không để kiếm tiền, không có kiếm tiền được đâu. Mình làm cái các dạng video này YouTube nó không cho kiếm tiền đâu, săn bắn nó không cho kiếm tiền, cho nên mình chả được gì cả. Cho nên là mình mong là anh em xem video, bấm đăng ký, bấm like để ủng hộ tinh thần của mình, để mình tiếp tục ra những video hay hơn cho anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, và nhớ tham gia event nha các bạn, được tặng một cây ná miễn phí nha các bạn, rất là đẹp đấy. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.